cầu đời. Hôm nay buổi sau chúng ta cùng nhau thực hành nghi thức gia nhập tập viện cho 32 em ứng sinh vừa trải qua thời gian huấn luyện trong môi trường tiền tập viện và được xem là xứng đáng trở nên những tập sinh của Hội Dòng tiếp theo hiến chương điều 87 và 88. Tập viện là giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình huấn luyện với mục đích giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và của Hội Dòng. Ứng sinh sẽ được thực nghiệm lối sống của dòng để lường bình và chọn lựa dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh. Mỗi người cần nỗ lực để uốn nắn trí tuệ và trái tim mình theo tinh thần của dòng. Đây cũng là thời gian đặc biệt để Hội Dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của ứng sinh đối với đời sống tu trì trong Hội Dòng. Chúng ta cùng sốt sắng tham dự nghi thức và cầu nguyện cho các ứng sinh. Nghi thức gia nhập tập biệt gồm 3 phần. Phần 1, nghi thức gia nhập. Phần 2, tự hành lời Chúa. Và phần 3 là nghi thức trao phó tân tập sinh cho kỳ đặc trách tập biệt. Giờ đây, con xin kính mời cha giáo Phêrô có đưa lời giáo huấn cho các ứng sinh. Xin mời cộng đoàn ngồi. Trước hết, tôi xin chúc mừng Hội Dòng, chúc mừng các gia đình và cách đặc biệt các em chuẩn bị vào tập về. Đó là một ân huệ và Thiên Chúa ban cho chúng ta và chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta xác tín rằng ơn gọi xuất phát trong trái tim của người cha và là ân huệ người ban cho giáo hội ngay trong cung lòng của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II khẳng định thế này: đời sống thánh hiến như là một yếu tố quyết định đối với sứ mạng của Hội Thánh, bởi vì đời sống này biểu thị rõ ràng bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô hữu và tình trạng của toàn thể Hội Thánh. Hiện thế đang ra sức vươn tới chỗ kết hợp với Đấng là phu quân duy nhất trong tông huấn Vita Consacrata số 3. Để thức tầm quan trọng của ơn gọi và sứ mạng của mình, nghĩa là để theo sát dấu chân Đức Kitô trên con đường của các mối phúc, để trở nên đồng hình đồng dạng với người, các ứng sinh phải trải qua giai đoạn đào tạo. Trong đó, việc trải qua năm tập như một đòi hỏi thiết yếu theo giáo luật. Nội dung và mục đích của năm tập giáo luật chỉ thế này. Điều 646 nói rõ: tập viên đã khởi đầu cuộc sống trong Hội Dòng để các tập sinh thực hiện bốn mục tiêu. Thứ nhất, ý thức rõ hơn ơn Thiên Chúa kêu gọi, cách duyên ơn gọi đặc biệt của một Hội Dòng, mà cụ thể đó là linh đạo và đặc sự của mình thành giá. Thứ hai là thử nghiệm lối sống. Thứ ba là rèn luyện tâm trí theo tinh thần của Hội Dòng. Và thứ tư, cũng như được trắc nghiệm về ý định và khả năng của mình. Điều 652-2 nói về nội dung mà các ứng sinh được huấn luyện. Các ứng sinh phải được hướng dẫn để thứ nhất vun đắp những đức tính nhân bản và Kitô giáo. Họ được dẫn vào đường tròn lành nhờ việc cầu nguyện và từ bỏ chính mình. Họ được huấn luyện cách chiêm niệm mầu nhiệm cứu chuộc, cách đọc và suy gẫm lời Chúa. Họ được chuẩn bị để thờ phượng Thiên Chúa trong phòng hộ thánh. Họ được học hỏi cách sống đời thần hiền cho Thiên Chúa và cho nhân loại trong Đức Kitô qua các lời khuyên phúc âm. Và cuối cùng, họ được huấn luyện về đặc tính, tinh thần, mục đích, kỷ luật, đời sống của Hội Dòng và thấm nhuần lòng yêu mến Hội Thánh cùng với các chủ nhân trong Hội Thánh. Vì thế, đây là thời gian quan trọng mà mỗi ứng sinh tiến bước trên con đường theo Đức Kitô để trở nên con người tự do nhờ đối diện với Đức Kitô. Hôm trước chúng tôi đi họp thường huấn cho các nhà đào tạo ở Hà Nội, thì người ta mới đưa ra một sự kiện thế này, là câu chuyện mà tôi có kể, đó là cái vụ án máy bay giải cứu.
cái chiếc vali mà anh Hưng nói rằng là tôi chỉ nhận 4 chai rượu, còn anh Tuấn thì bảo rằng tôi đưa chiếc vali đó có 450.000 USD. Tòa án không thể chứng minh trong đó rượu hay USD, và lý trình trước tòa án người ta đòi phải có lý trình, người ta đặt ra đó là sự thật. Sự thật phụ thuộc vào lý trình chắc. Rồi một câu chuyện khác được đưa ra để đàm thảo, một vị bề trên nọ thì kêu một người cấp dưới của mình nhắc bảo về một lỗi lầm nào đó. Người đó bảo rằng là nếu không có bằng chứng thì không thể kết tội tôi. 3 lần như thế, và cuối cùng bề trên đưa ra bằng chứng, người đó thích lầm. Người ta đặt ra đâu là sự thật, đâu là chân lý. Bằng chứng nói là sự thật khi nó tương hợp với chân lý. Chúng ta chỉ trở nên những con người tự do khi chúng ta đối diện với chân lý, mà chân lý đó không phải là cái từ của chúng ta, mà chân lý đó là Đức Giêsu Kitô. Trong thông điệp Veritas Splendor, ánh rằng người chân lý, Đức Gioan Phaolô II năm 1993, ngài mời gọi chúng ta những con người tìm kiếm chân lý hãy đối diện với Đức Giêsu Kitô, ánh sáng thật là chân lý. Và đó là điều căn bản. Vì thế, năm tập viện cũng như hành trình của chúng ta là hành trình đối diện với Đức Kitô để chúng ta trở nên những con người tự do. Không phải kỷ luật, không phải bất cứ một thứ gì cả. Đó là sẽ thứ bình diện của những người được phục vụ. Chúng ta quyết định vượt với Đức Kitô trong hướng thì về thanh tân đời sống dân hiến để tái lập những cam kết một cách mới mẻ mà Đức Gioan Phaolô II năm 2002 3 ngài còn nói rằng hãy xuất phát lại từ Đức Kitô bằng cách chiêm ngưỡng Đức Kitô, và năm tập viện và thời gian mục đích chính là chiêm ngưỡng Đức Kitô, chiêm ngưỡng Đức Kitô để có những tâm tình của người và để được giải thoát, để thực sự là mình đối diện với Đức Kitô rất là căn bản. Và chiêm ngưỡng Đức Kitô qua lời, qua việc cầu nguyện chiêm ngưỡng, và đặc biệt qua phục vụ thánh thể. Đó là cái bình diện những người được đào tạo, trên bình diện những người huấn giáo, đó là các thầy giáo, các giáo sư. Khi mà chúng tôi họp xong thì người ta nói về những cái khó khăn, những thách đồ của việc đào tạo ngày hôm nay, đặc biệt là chủ đề là tòa trong và tòa ngoài. Thì Đức Cha Chủ tịch ngài kết luận thế này: trước hết là tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta đang có người để mà đào tạo. Chứ còn bên Tây bây giờ một đoàn giáo sư đào tạo một đứa chúng sinh, đào tạo thì nói như thế thì chúng ta để rằng chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có người. Và có người đó để chúng ta trân quý từng người một. Một con người không phải là một vấn đề, mà một con người là một huyền niệm. Và đối diện với một huyền niệm không dễ để mà tiếp cận. Đó là chân lý. Vì thế các nhà đào tạo là những người mà cần để trước cửa thánh thần cùng bước đi với mình để đào tạo. Và phương thức đào tạo đó là cái mô hình Emmaus, cùng đi với họ, thấy họ, đi Chúa thấy họ, ân cần đến bên họ, rồi thông dự vào câu chuyện cuộc đời của họ. Để làm gì? Không phải để trách mắng, không phải để dập tắt niềm hy vọng của họ, mà để lôi họ ra ánh sáng. Nhờ gì? Nhờ Kinh Thánh, lời của Chúa. Đức Giêsu làm việc đó với 2 môn đệ Emmaus. Và cuối cùng là cái gì? Đó chính là bản tiệc thánh thể. Chính Đức Giêsu Kitô trong bản tiệc thánh thể, bản tiệc của sự hiệp thông, nhà của Thiên Chúa, nơi đó chúng ta sẽ gặp lại chính mình và Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta gặp thấy chính mình, gặp thấy ơn gọi và gặp thấy sứ mạng. Đó là vai trò của các nhà đào tạo. Chúng ta không phải là những người cầm roi. Để làm gì? Để các người khác đi theo cái của mình, mà chúng ta những người cùng được đi với chị em của mình trong Đức Kitô để đạt tới sự tự do đích thực. Đó là một đòi hỏi rất lớn. Đòi hỏi đó là không chỉ giáo dục các chị giáo Phật, mà tất cả chúng ta, kể cả các gia đình, những người ở nhà cũng phải mong ngóng để lại lo lắng cho con mình trong kinh nguyện. Để làm gì? Để chúng ta cùng thổn thức với giáo hồ
cùng cảm thức về giáo hội, và đó là điều mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã khuyến khích là trong công vụ Vita Consacrata số 3 nói đó. Đó là một ơn gọi thiết yếu, nó liên quan đến sứ mạng và sự sống còn của giáo hội. Thì chúng ta thấy hành trình của chúng ta đi là như thế, khó khăn có, nhưng mà niềm vui và hy vọng luôn có đó, bởi Chúa gọi chúng ta, Chúa sẽ đưa chúng ta đến chỗ thành toàn. Xin Chúa ở với chúng ta, xin Chúa hoàn tất những gì Ngài khởi sự nơi chúng ta, để chúng ta đạt tới niềm vui của con cái Chúa, niềm vui của những người được ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hạt mừng Ngài. Đó là điều mà Thánh Linh 84 của chúng ta phải hạt phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hạt mừng Ngài. Phúc thay người lấy Chúa làm giáo nghiệp, và đó chính là niềm hoan lạc của chúng ta. Xin được chúc lành cho chúng ta. Amen. Vâng, chúng con xin biết lòng cảm ơn Cha đã trao ban cho chúng con những tâm tình quý báu, cũng như những tư tưởng sâu sắc để giúp chúng con sống tốt ơn gọi của Ngài. Tiếp theo sẽ là phần giới thiệu thực phẩm và cam kết. Chị Đặng Tách Biên Tập sẽ giới thiệu các ứng sinh với kỳ tổng phụ trách. Xin kính mời chị. Teresa Lê Thị Lương, thư hôm nay. Anna Phan Thị Thiền, thư hôm nay. Teresa Lê Thị Lý, thư hôm nay. Teresa Nguyễn Thị Nhung, thư hôm nay. Anna Nguyễn Thị Yến, thư hôm nay. Mata Nguyễn Thị Kim Dung, thư hôm nay. Teresa Hồ Thị Lý, thư hôm nay. Maria Lê Thị Ngọc Lan, thư hôm nay. Maria Nguyễn Thị Phương, thư hôm nay. Teresa Trần Thị Như Lan, thư hôm nay. Maria Trần Thị Hà, thư hôm nay. Maria Nguyễn Thị Gái, thư hôm nay. Maria Thái Thị Oanh, thư hôm nay. Anna Lê Thị Thảo, thư các em thân mến, các em xin điều gì? Thank you.
Xin Thiên Chúa là trong nhân lành ban nhiên phúc lành cho cha con và xin thầy vì thánh soi sáng đến dần chúng con. Sau đây các cử tri sẽ lên trang bản cam kết cho thủ tục thủ chức. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin gọi chúng giảng phúc trên miền tu phục này mà cả tập sinh sẽ mặc những chỗ trị phục về Đức Kitô, người hàng sống và hiền từ muôn đời. Các con hãy nhận lấy chúc phúc này như dấu chỉ đời sống thánh hiến và tập sống xứ là kho tàng thánh thiêng của Thiên Chúa cao cỏ cho hội đồng. Hôm nay các em đã tham đạt tiến lên một giai đoạn quan trọng trong đời tu, đó là năm tập thiền. Giờ đây các em được đón nhận và phát lên đường tu phục của một tập trung sắp đến thế giá vinh, là kết lúc trắng và áo sầu đen, lúc trắng phủ trên đầu từng tập sinh, nói lên sự trong trắng, đơn sơ, là dấu chỉ các em đã hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa. Lệnh nhận áo sầu là mặc lấy ý sự khó nghèo, lòng khiêm nhường và sự tự hiện của Chúa Kitô. Bộ tu phục cũng là dấu chỉ biểu hiện của đức thuyết tình, đức phương phục và sự từ bỏ cùng. Từ bỏ cùng với sự thay đổi phúc phục bên ngoài, Xin Chúa cũng thân lượn uốn nắn tâm hồn, lý trí và ý chí của các em, trở nên đồng hình đồng sản với Ngài. Mời các em tiến về nơi quy định để thay tu phục.
sứ Isaiah đã cảm nhận được sức mạnh tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên hành trình ơn gọi của mình. Với niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn, tiên tri Isaiah đã thất lên: "Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao." Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Trích trong ngôn sứ Isaiah: "Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, tròn cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉ tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đông trời nảy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm. Đức Chúa là Chúa thường, cũng sẽ làm trổ vô công chính, làm trồi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân." Đó là lời Chúa. Kính mời cùng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cộng đoàn thân mến, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi, và chúng ta xin ân sủng của Người để dẫn dắt chúng ta cách đặc biệt biệt các tân tập sinh được tiến bước trên con đường theo Đức Kitô, gặp gỡ Người và loan báo về Người. Các mục tử là hòa ảnh sống động của Đức Kitô, vì mục tử nhân lành. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hàng giáo phẩm, cách riêng là cha Phêrô, luôn được ơn khôn ngoan, thánh hiền và nhiệt thành trong sứ vụ của mình. Chúng ta cùng cầu xin.
trang chiếu trên mỗi chúng con, nhất là hồng ân bước vào năm tập theo giáo luật trong buổi dòng đền thánh giáo kinh. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con, xin soi sáng hướng dẫn để chúng con biết khao khát tìm kiếm và được gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Xin rèn luyện và uốn nắn trái tim để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời của con người ngày nay luôn bị những tham vọng khác nhau chi phối. Chúng ta hiện lời cầu xin cho mỗi người luôn biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa, biết khát vọng và tìm kiếm hạnh phúc đích thực là chính Chúa, biết dấn thân phục vụ vì lợi ích nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa biệt hôm nay chúng con có được là nhờ tình yêu dịu ngọt của Chúa, ngang qua sự đón nhận của hội dòng cùng với sự nâng đỡ của biết bao người. Chúng ta cùng chúc lời tạ ơn Chúa và cầu xin người tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên hội dòng, trên quý chị, các thân nhân, ân nhân của chúng ta. Cùng xin người ban phúc thiên đàng cho những ai đã qua đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nghe lời của chúng con. Lạy Chúa là đấng tán tạo và ban ơn thiên triệu, xin nhận lời chúng con cùng với những chị em chúng con đây là những người được ao theo con Chúa trong đời sống phương trình. Xin cho chúng con được tìm kiếm thành ý Chúa và luôn thực thi ý định của Chúa về những chị em này. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bây giờ là phần trao khó, thì tàu phụ trách sẽ trao khó các tân tập sinh cho những đặc trách tập hiền. Thay mặt hội dòng chị trao bỏ các em tập sinh này cho chị, xin chị đón nhận đồng hành và hướng dẫn các em theo tinh thần của hiện trường. Em xin lành nhận, kính xin cha, chị tổng phụ trách cùng cộng đoàn cầu nguyện cho em chu toàn trách vụ được trao phó. Cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng các tân tập sinh cùng với chị tân tập cách tập kiều chúng ta có tay thật lớn. Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm, nguồn sức mạnh, điểm tựa và trợ lực của đời sống thánh hiến. Giờ đây, xin kính mời cha chị tổng phụ trách, chị phó tổng phụ trách, quý vị trong ban tổng cố vấn và quý vị trong ban huấn luyện, trước các tân tập sinh về nhà nguyện tập viện để cầu Thánh Thể